Sáng ngày 3 tháng 2, Đoàn Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh do Hòa thượng Thích Lễ Trang, trưởng ban trị sự làm trưởng đoàn, đến thăm chúc Tết thường trực Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh. Đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, trưởng ban tổ chức Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh thay mặt thường trực Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh tiếp đoàn. Thay mặt Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, Hòa thượng Thích Lễ Trang bày tỏ tình cảm, trân trọng với sự quan tâm, hỗ trợ của lãnh đạo Thành ủy, Mặt trận Tổ quốc và các cấp chính quyền thành phố trong các hoạt động Phật sự, từ thiện xã hội, tạo điều kiện cho tăng ni, đồng bào Phật tử cùng chung tay, đóng góp cho sự phát triển của thành phố Hồ Chí Minh và cả nước. Đông đảo tăng ni, Phật tử thành phố Hồ Chí Minh luôn bình tâm, sáng suốt, đồng tâm hợp lực thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước. Trước thềm năm mới Giáp Thìn 2024, Hòa thượng Thích Lễ Trang gửi lời chúc tốt đẹp đến các đồng chí lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh một mùa Tết an vui hạnh phúc. Đáp từ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Phước Lộc trân trọng gửi lời cảm ơn đến Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh và tăng ni, Phật tử sinh sống trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh trong nhiều năm qua luôn đồng hành, chia sẻ và đóng góp cho sự bình yên, phát triển của thành phố Hồ Chí Minh và cả nước. Đồng chí trân trọng ghi nhận những kết quả tốt đẹp của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh năm 2023, trong đó đã thực hiện tốt việc Phật sự, đồng thời góp phần chung vào công tác an sinh xã hội, bảo trợ xã hội và góp phần chăm lo chính sách người có công của thành phố. Điều đó khẳng định đường hướng hộ quốc an dân, đồng hành cùng dân tộc được cụ thể hóa sinh động từ hoạt động của giáo hội. Phó Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Phước Lộc mong mỏi Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh và các vị hòa thượng tiếp tục định hướng, dẫn dắt tăng ni, Phật tử đoàn kết, đóng góp vào các chương trình tại cộng đồng dân cư, vừa đảm bảo xây dựng tình làng, nghĩa xóm ở cộng đồng dân cư và lớn hơn là góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.